ngày 20 tháng 7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã phối hợp với đại diện các công ty liên quan tiến hành xử lý, tiêu hủy toàn bộ 1.550 kiện thuốc lá điếu Golden Mount Super Slim 20S 10,000 điếu trên kiện, bị ẩm mốc hư hỏng, không còn giá trị sử dụng gửi kho ngoại quan của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kho vận David. Toàn bộ hàng hóa nêu trên được tiêu hủy tại nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Móng Cái của công ty CP xử lý chất thải miền Đông theo đúng quy định của pháp luật về môi trường. Việc tiêu hủy hàng hóa tồn động gửi kho ngoại quan bị hư hỏng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản 4 điều 86 nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ, nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Thông tư số 203/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính.